Thưa quý vị, đến thời điểm này dù chưa có tổng hợp báo cáo về mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuy nhiên với tình hình kinh tế vẫn còn những khó khăn nhất định, một bộ phận doanh nghiệp vẫn tiếp tục thiếu đơn hàng, giảm sức chống chọi sau đại dịch. Vì thế, dự báo việc lương thưởng Tết năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn. Năm 2023 là thời điểm mà ngành dệt may và thời trang gặp nhiều khó khăn nhất với mức tăng trưởng doanh số chậm. Thậm chí một số doanh nghiệp phải cắt giảm hàng ngàn lao động vì không có đơn hàng. Hiện nhiều cán bộ công đoàn tỉnh Đồng Nai cho biết rất khó thương lượng với chủ doanh nghiệp về các phương án thưởng Tết cho năm nay. Sự chúng tôi ở giữa mà bây giờ cũng không biết xoay sở làm sao, một bên thì thương người lao động, một bên thì doanh nghiệp có khăn, muốn đề xuất bây giờ mở miệng bằng cách nào. Thế nên là thôi thì bây giờ cứ khuyên là dưới thì tuyên truyền người lao động, trong những cái bối cảnh thuận lợi thì mình đề xuất đòi hỏi doanh nghiệp người ta đáp bao nhiêu năm đáp ứng nhu cầu chu cấp và chăm lo đời sống cho người lao động của mình. Thì đến thời điểm này thì lúc này là lúc người lao động hãy chia sẻ cùng với doanh nghiệp để làm sao công ty mình vẫn còn tồn tại. Tương tự, đại diện các doanh nghiệp ngành gỗ trên địa bàn tỉnh cũng cho biết năm 2023, ngành gỗ bị ảnh hưởng mạnh khi giảm đơn hàng từ 50 đến 70%. Một số doanh nghiệp nhận các đơn hàng không có lợi nhuận để lo việc làm cho công nhân. Số doanh nghiệp khác buộc phải sắp xếp cho người lao động làm việc luân phiên hoặc cho nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Việc thương lượng với chủ doanh nghiệp về các chế độ chính sách cho người lao động không đạt như mong muốn. Chúng tôi cũng có thương lượng với ban lãnh đạo công ty, nhưng mà thực tế là hiện tại là doanh nghiệp thì bây giờ cái nhóm ngành gỗ thì hiện tại thì cái công việc cũng đang rất là khó khăn. Vì thế nên cái vấn đề để thương lượng những các cái chế độ chính sách quyền lợi cho người lao động thì thực sự là doanh nghiệp cũng đang gặp khó. Vì thế nên mấy cái vấn đề này cũng có thương thuyết, thế nhưng mà cũng không đạt được cái mong muốn của công đoàn. Thống kê sơ bộ, các ngành sử dụng nhiều lao động là những ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta vẫn có thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng cơ bản bằng năm trước khoảng 6 đến 6,5 triệu đồng một người. Nhưng trên toàn thị trường lao động thì mức thưởng Tết sẽ giảm, nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mới đây, Thủ tướng đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các bộ ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương, thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán này.